những bí ẩn về loài linh miêu, kẻ săn mồi trong đêm và những sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Loài linh miêu là loài thú bí ẩn, sống khép kín và quyến rũ. Đây là một trong những động vật ăn thịt đẹp và thú vị nhất từ họ Felidae. Cái tên linh miêu bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là sáng, ánh sáng. Điều này ám chỉ tới khả năng nổi bật nhất của chúng, thị lực tuyệt hảo và đôi mắt phát quang. Linh miêu là loài thú mạnh mẽ, với đôi chân dài và khỏe, bàn chân có móng vuốt thu vào được. Nhờ có bốn chân dài, đặc biệt là chân sau, linh miêu có thể nhảy rất xa và leo núi giỏi. Nhược điểm là chúng không thể chạy trong thời gian dài và mất sức rất nhanh. Khi đi săn, loài linh miêu gần như không phát ra tiếng động. Chúng có thể nhảy cao đến 2 mét và nhảy xa tới 5 mét. Mặc dù có vóc dáng khá nặng, tuy nhiên linh miêu là kẻ săn mồi thầm lặng. Chúng có thể tiếp cận rất gần con mồi mà không bị phát hiện. Và chúng ra tay rất nhanh, chỉ cần một vài bước nhảy để áp sát con mồi và xé cổ.